Khi tham gia buổi học trên Microsoft Teams, bạn sẽ thấy toàn bộ phần tin nhắn trò chuyện trong hội thoại chat đều được lưu lại và học sinh, giáo viên đều có thể mở ra xem lại một cách dễ dàng. Hiện nay, như các bạn biết, Google Meet là một công cụ đang được rất nhiều giáo viên và các trường học sử dụng. Tuy nhiên thì tính tới thời điểm hiện tại thì Google Meet chưa có cái tính năng lưu trữ lịch sử các tin nhắn trò chuyện trong phần chat. Toàn bộ phần tin nhắn trò chuyện đều bị mất và không thể xem lại khi chúng ta đã thoát khỏi buổi học. Điều này sẽ khá bất tiện trong trường hợp giáo viên, học sinh muốn xem lại lịch sử chi tiết về sự tham gia trò chuyện, nội dung câu trả lời hoặc là thời điểm trả lời những câu hỏi đó. Và cách duy nhất để chúng ta có thể xem lại thì chúng ta phải bật cái chức năng ghi lại toàn bộ màn hình dạy học trong suốt cả buổi học. Vậy thì giải pháp trong những tình huống này là gì? Hãy cùng khám phá trong video này nhé! Vì Google Meet chưa có tính năng này nên mình sẽ sử dụng một tiện ích mở rộng vừa tuyệt vời và vừa miễn phí gọi là Meet Transcript, và nó có thể thực hiện lưu lại lịch sử tin nhắn trò chuyện này, nó có thể lưu lại lời hội thoại của các thành viên trong buổi học này và cũng có thể là chụp ảnh màn hình rất là nhanh nữa. Việc đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là chúng ta sẽ cài đặt tiện ích. Để cài đặt, chúng ta sẽ đi đến cửa hàng trực tuyến của Google Chrome. Bạn sẽ mở trình duyệt lên, sau đó bạn gõ vào từ khóa là Chrome Web Store. Nhấn vào phần này. Nhấn vào mục này, sau đó chúng ta sẽ gõ từ khóa là Meet Transcript. Phía bên trái hiển thị kết quả, bạn sẽ nhấn vào tiện ích này. Và nếu như bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tiện ích thì hãy truy cập vào link bên dưới của video, mình đã để sẵn link rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào phần thêm vào Chrome để tiến hành cài đặt và cấp quyền cho tiện ích bằng cách nhấn vào đây. Sau khi cài tiện ích thì nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái trang mới yêu cầu chúng ta cho phép tiện ích truy cập vào Google Meet để lưu lại các hội thoại chat vào Google Drive, và chúng ta sẽ nhấn vào tùy chọn là Grant Access to Google Drive. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tài khoản của mình. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào nút cho phép. Tiếp theo, nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta một cái trang mới. Tại đây thì chúng ta có thể tùy chỉnh các phần cài đặt cũng như là điều chỉnh cho tiện ích nếu như chúng ta muốn. Ví dụ như chúng ta có thể tự động bật phụ đề khi chúng ta tham gia một cuộc họp, hoặc là ẩn phụ đề xuất hiện trên màn hình, hoặc là chúng ta hiển thị cái nút ảnh chụp trên màn hình. Và phần bên dưới sẽ là các cái phần hướng dẫn sử dụng và một số các lưu ý. Bây giờ thì tiện ích đã sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ cùng xem nhé. Khi bạn mở sẽ thấy trên giao diện của Google Meet phía bên dưới thanh công cụ, chúng ta sẽ thấy xuất hiện thêm một cái nút. Cái nút này có thể là màu xanh hoặc màu đỏ, tùy vào việc là chúng ta đã bật tính năng phụ đề lên chưa nhé các bạn nhé. Chúng ta nhấn vào phần ba chấm này, chúng ta nhấn vào phần phụ đề. Nếu như cái phụ đề này đang ở chế độ tắt thì cái nút này nó sẽ là màu đỏ. Còn nếu phụ đề được bật thì nó sẽ hiển thị là màu xanh. Khi nó hiển thị là màu xanh thì mọi lời nói của giáo viên cũng như là các bạn học sinh trong lớp đều được tiện ích này dịch ra và viết lại vào một cái file văn bản. Và chú ý ở đây á, thì cái phụ đề này nó chỉ hỗ trợ các cái thứ tiếng mà trong danh sách mà hỗ trợ thôi. Còn mình test thử bằng tiếng Việt thì nó chưa có được. Bằng ví dụ đây mình sẽ chọn ở đây là tiếng Anh. Chúng ta có một cái thêm một cái nút đó là phần chụp hình. Thế bây giờ mình sẽ giả sử mình sẽ nói một cái đoạn nào đó nhé. Mình sẽ nói thử để chúng ta xem là nó có ghi lại không nhé. Do you like to play? I am a girl. I like to play.
Đó đó là phần minh họa, lát nữa mình sẽ kiểm tra, mình mở ra thử cho các bạn thấy xem là nó ghi lại như thế nào các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm những học sinh khác vào lớp. Và mình sẽ test thử cái phần chức năng là mình chat này, mình chat cái cuộc trò chuyện giữa học sinh và giáo viên, thì lát nữa nó cũng sẽ toàn bộ nó cũng sẽ lưu lại từ thời điểm là học sinh nhắn này, gửi là khi nào, nó đều hiển thị ra hết. Rồi cái phần bên dưới này thì cho chúng ta phép chúng ta chụp hình, chúng ta chỉ cần nhấn vào nó tự động chụp cái trên giao diện màn hình là nó sẽ tự động chụp và nó lưu lại, nó cũng lưu vào trong cái file đó. Ở đây nếu như chúng ta nhấn chuột trái vào cái nút này thì nó sẽ mở ra cho chúng ta tài liệu đang được ghi trực tiếp. Đó. À, chúng ta cứ nói cái gì thì nó lại cập nhật thêm vào. Bạn sẽ thấy là từng cái thời điểm này nó sẽ ghi rõ là ai nói những cái gì, thời điểm nào nó ghi lại hết. Nó sẽ lưu cả hình ảnh này. Đó, hình ảnh và cái phần lời nó sẽ lưu ở trong cái mục là transcript. Còn cái phần chat ấy, thì các bạn sẽ thấy thường nó sẽ nằm ở cuối. Đây các bạn thấy nó nằm ở cuối và nó cũng sẽ rõ từng là mình nhắn cái gì, thời điểm nào nó đều có hết ở đây. Và nếu như chúng ta nhấc chuột phải vào thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái trang cài đặt khi nãy. Nếu chúng ta nhấn vào phần là Open Meet Transcript Folder thì nó sẽ hiển thị ngay trực tiếp cái toàn bộ các cái danh sách ở trong cái tập tin là Meet Transcript này. Đấy. Các bạn có thể nhấn vào phần driver của tôi, sau đó các bạn chọn đến cái phần đó là thư mục là Meet Transcript thì nó cũng sẽ dẫn đến cái phần này. Thì toàn bộ nó sẽ đều được lưu lại và các cái bản ghi này nó sẽ đều được ghi theo cái ngày giờ học đấy và kết thúc khi nào thì nó hiển thị hết luôn. Và mỗi file thì sẽ tương ứng với một cuộc họp. Tại đây thì bạn có thể nhấn vào phần mục tìm kiếm để chúng ta ở phần trên này chúng ta tìm kiếm. Như vậy là khi kết thúc buổi học, bạn đã có một văn bản chứa đầy đủ nội dung hộp thoại này, tin nhắn và cả hình ảnh chụp được nữa trên cùng một văn bản. Và vì đây là tài liệu trên Google Docs nên bạn có thể dễ dàng nhấn vào phần chia sẻ. Và chúng ta có thể là chia sẻ với người khác, giả sử đây mình sẽ nhập vào email của những người mà mình muốn chia sẻ này, hoặc là chúng ta sẽ nhấn vào gửi cho, nếu như chúng ta muốn nhiều gửi cho nhiều người thì chúng ta có thể là nhấn vào phần nhận đường liên kết bên dưới, chúng ta bật cái tính năng là bất kỳ ai có đường liên kết thì đều có thể xem cái tệp này này, sau đó chúng ta sao chép đường liên kết và gửi cho cái những cái người liên quan. Ở đây có hai chế độ, có thể xem hoặc có thể sửa. Một số lưu ý là để đảm bảo tất cả các tin nhắn trò chuyện đều được mở thì các bạn ghi lại thì các bạn hãy nhớ là chúng ta phải mở cái phần mở cái thanh bên phải, thanh chat bên phải khi mà cuộc họp kết thúc nhé các bạn nhé. Và để tạm dừng lưu lại lời nói bất kỳ lúc nào thì chúng ta sẽ hãy tắt cái phần phụ đề đi thì nó sẽ tạm dừng lưu lại tất cả những cái lời nói mà chúng ta nói. Còn để tiếp tục thì chúng ta sẽ lại bật lên. Như vậy là chia sẻ về tiện ích này của mình đã kết thúc tại đây. Nếu thấy hay thì các bạn hãy đừng quên like, đăng ký và chia sẻ video này cho nhiều người biết hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn hãy xem các video khác trong loạt bài hướng dẫn về Google Meet ở phía dưới phần mô tả bên dưới của mình nhé. Chúc các bạn thành công và xin chào tạm biệt.